Dạ thưa bà con cô bác, mong bà con cô bác nhủ lòng thương xót cho hoàn cảnh trái ngang, khổ ải lận đận bi ai đoạn đường trong gai gió bụi. Hãy nhón tay làm phúc dù chỉ là một chút bạc thừa, cho kẻ dãi nắng dập mưa qua cơn đói khát. Xin ông bà xót thương, cho trẻ thơ sống bơ vơ lạc loài. Từ sáng tới giờ không có một hộp cơm, bùng đói bơ vơ không có nơi nương tựa. Xin ông bà xót thương cứu giúp giùm cho trẻ thơ. Trời ơi, sao mà nó xúc động quá. Trời ơi cưng ơi. Dạ. Em làm chị không cầm được nước mắt. Dạ. Sao trên cái cõi đời ô trọc này lại có những cái cảnh ngộ đau lòng thế này. Nghịch cảnh quá cưng ơi. Dạ. Lợi chị cho một chút tiền nè em. Dạ. Của ít lòng nhiều nghe em. Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị sẽ hưởng được phước đức sau này nghe chị. Em khoan, đi. Khoan em, khoan cưng. Sao vậy chị? Có trời gì chị? Ôi cưng dừng lại đây nghỉ chân đi cưng. Em biết không, từ đằng xa nghe em cất tiếng ca mà chị xót xa nghẹn ngào muốn nín thở luôn vậy đó em. Ủa vậy sao? Em xin lỗi chị nghe, em không cố ý đâu, em vô tình á. Em có lỗi gì hết trơn á. Bởi vì em hát hay quá đó mà. Đã từ lâu rồi chị mới được về thăm lại quê, cho nên nghe cái niềm xót thương nó dâng trào quá đáng á. Qua cái hơi của em á, cái lời nó bình thường em hiểu không? Dạ. Mà qua cái hơi của em với cái họng của em đó. Dạ. Trời ơi sao nó xót thương. Trời ơi thiệt. Ủa chị mới về thành phố hả chị? Chị từ Chicago về đó cưng. Hả? Ủa chị từ Chicago về? Ừ. Vậy chị là Việt Kiều. Hả? Việt Kiều về thăm quê hương. Trúng mánh à? Hả? Em nói gì trúng mánh vậy cưng? Ai trúng mánh vậy? Dạ không đâu, ai nói đâu. Có, chị nghe rõ ràng mà. À dạ thì em nói trúng mánh á có nghĩa là hên là may mắn đó. À. Ý là em nói cuộc đời của chị may mắn được đi đây đi đó, giàu có hạnh phúc đó mà. À. Chứ không phải như em đâu, tàn tật tha phương cầu thực thế này nè. Trời ơi, xúc động nữa, nó dâng lên nữa rồi. Thôi em xin lỗi chị nghe, em không có ý gieo vào lòng trắc ẩn gây sự thương hại đâu. Chị tốt quá, chị dễ xúc động quá. Dễ lắm em ơi. Chị dễ khóc quá. Dễ lắm. Chị, chị về Việt Nam á, chị thấy làm sao chị? Chị có đi tham quan đây đó không? Không, chị chỉ đi tham quan lại thành phố này để ôm lại những kỷ niệm yêu xưa mà thôi. Em biết không? Dạ. Cả tuần nay đó, chị đi vòng vòng từ sáng cho tối, nhìn lại những góc phố, những con đường đầy kỷ niệm hoa bướm ngày xưa. Lòng chị buồn không tả xiết. Ủa chị buồn dữ lắm hả? Chị buồn dữ lắm em ơi. Khi mà chị trở về đây đó em. Ôi nhớ, nhớ bao kỷ niệm một thời mộng mơ đắm say. Cũng tại nơi này hạnh phúc tràn đầy, giờ đây bỡ ngỡ bơ vơ, đi đâu cũng thấy sợ như người dở hơi mất dây. Vậy thì ngồi đây ta sẽ chuyển trò, có chi phải sợ khi về nơi dấu yên.
ơi, qua cái hơi của em chị muốn khóc nữa. Trời ơi, chị tình cảm quá à. Chị vậy đó. Chắc chị có một trái tim nhân hậu nè, đồng cảm thương người lắm phải không? Exactly. Hiểu không cưng? Không hiểu. Chính xác đó em. Vậy hả? Sao em nói trúng quá vậy? Em nhỏ mà sao em thông minh quá vậy trời. Khi nãy đó, đang đi dạo, chị nghe văng vẳng giọng ca của em là chị đã muốn lao tới em liền. Chi vậy? Ta nói em biết sao không? Cái chị xót thương thân em chứ gì? Đó là chuyện phụ thôi em. Ủa? Chuyện chính là bởi vì cái giọng ca của em nó giống cái giọng hát của một cái người quen của chị. Vậy sao? Giống lắm hả chị? Trời ơi, ta nói giống cái gì đâu mà trời ơi, chị nghe em hát là chị ngỡ gặp lại cố nhân không đó em. Vậy hả? Bởi vì chị có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Gì chị? Em cưng. Dạ. Hãy hát cho chị nghe những bài hát cũ để chị được quay về với kỷ niệm ấu thơ đi cưng. Nhưng em biết chị thích nghe bài gì bây giờ? Em hát bài nào em thường hát á. Hát đi em, hãy hát đi em ơi. Em nói đúng quá. Chị muốn biết vì hoàn cảnh nào đã để đưa em phải đi ăn xin ăn mày như vậy? Sao em khổ quá vậy em? Dạ thưa chị. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo, luôn đi bên tôi với người tình thân thiết, công danh trên tay như cát bụi trên phố hè. Tôi chưa yêu ai, chẳng ai thích yêu người nghèo. Tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mặt đẹp. Tôi không tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết. Khi trong tay tôi không có tiền thì bảo ai hay. Em vốn mang thân con gái nhà nghèo, thấy cha mẹ già lo đàn em tuổi trăng 18 mi miều mà em nào ước mơ nhiều khi biết nhà vách lá cột siêu. Trời 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 trời, bà là ai mà biết bài hát này? Bà là ai mà quăng mắt thấy ớn vậy? Bà là chị của em. Trời ơi, bà đã tình. Trời ơi, sao bà theo bà ám tôi hoài vậy mẹ? Dạo này làm gì mà khá thấy ớn vậy? Mới chôm được bộ đồ của ai phải không? Trời ơi, ông có dám chôm đâu. Ông nội mua đó mày ơi, đầu sida đó. Trời ơi, mày giòm bén ghê không? Trời ơi, bén quá ha. Ừ. Ủa, chị trúng mánh là ăn nhầm mắt cái trứng gì mà giả Việt Kiều gài bẫy tôi vậy trời? Ở không quá ha, mà đảnh quá. Đảnh mùng thì sắp, chứ chưa có vô, mày hiểu không? Chị tìm em quá trời luôn. Thôi què quặt chi nữa, đứng lên coi. Bà làm tôi bể mánh lên trời trời. Công nhận á. Trời ơi, tao dò mày nó thê thảm thiệt á. Mày lên tay nghề lắm đó nghe. Vậy hả? Trời ơi, dò mày diễm y như thiệt luôn á. Trời ơi, tao nói thiệt á, dò cái mặt mày á, trời nó khổ mà nó bèo, mà nó bèo mà nhìn kỹ vô trong cái bản mặt của mày á, trời ơi nó lấu cá, mà trời lấu cá thế ớt luôn mà chỉ có những người trong nghề mới phát hiện ra đó. Thôi không bằng chị đâu, để thử làm sao hơn sư phụ được. Ủa, mày còn nhớ tao là sư phụ của mày hả? Nhớ sao không nhớ? Vậy sao? Tôi với bà đã từng giả mẹ con rồi đi hát rong kiếm tiền mà mấy năm mà. Thấy bà là tôi muốn ói rồi mẹ ơi. Ngán mẹ lắm rồi mẹ ơi, tìm tôi làm gì nữa? Mày á, mày còn biết nói được tao là chữ sư phụ là bỏ cái công tao tìm mày, hiểu không? Trong đầu tao bây giờ á, tao chỉ nghĩ là tao sẽ tìm mày để cùng hợp tác làm ăn thôi cưng. Thôi nghe, ôi, đừng có mơ nữa nghe. Tôi đâu có điên đâu mà sáp vô với bà nữa. Bà quên tôi lớn rồi hả? Tôi còn nhỏ vô xưa là bà dụ dỗ bà khống chế tôi nghe. Cái thằng này bụi lắm mà nghe má. Không dám đâu nghe, mắc cười quá à. Nín này, mày nói gì? Mắc cười hả? Bộ mày tưởng tao khoái mày lắm hả? Không dám đâu, không dám đâu. Không phải tao đến đây là để ép buộc mày kể công gì với mày, nhưng mà thực sự á
là vậy. Sao? Trời ơi, tao nói có cái vố này ngon lắm em ơi. Ngon sao bà không nuốt mình đi? Không được, hai đứa nuốt mới nuốt trôi được. Thôi bà đủ đứa khác đi, thằng này không khoái đâu. Tao thích mày. Tao nghĩ kỹ rồi, không có đứa nào hợp ra tao bằng mày. Trời đất ơi, cái vố này êm lắm à con. Êm không? Êm. Bao nhiêu? Vô số kể, nếu thành công tao nói thiệt với mày á, một cái gia tài mà trời đó coi. Mày biết cái Diamond Plaza không? Tao với mày mua chừng hả 4 cái đó đó. Thôi thôi bà ơi, đừng nổ bà ơi. Tôi nói bao nhiêu là bà chia bao nhiêu đó bà nội. À vậy hả? Thì giờ vậy đi, bây giờ mày lớn rồi thì tao cũng ép mày như ngày xưa nữa, mày hiểu không? Sao? Thì giờ chỉ tính vậy nè, 73. Trời ơi, mày làm tôi ngu lắm vậy. 73, tôi lớn rồi nghe bà nội. Đừng có dụ tôi nữa nha, 5 năm không chịu rồi thôi. Ghê thiệt, chị thử lòng em đó cưng. Công nhận giờ em lớn thiệt rồi chứ không mấy giờ lớn dẫn chơi nữa. Lớn mà còn khôn nữa chứ trời. Thường thôi. Được rồi, 5 năm là chắc là phải 5 năm rồi. Chị em mình cùng hợp tác làm ăn mà phó không? Đâu bắt tay cái quay. Không dám đâu, không dám đâu. Chưa biết đầu đuôi ra sao nữa, bà biểu tôi đi ăn cướp của giết người rồi sao? Mày điên hả? Mày điên tự nhiên mày đâm đầu vô cướp của giết người rồi mày ở tù hả? Mày hốt mớ tiền xong mày ở tù hay sao vậy? Stupid. Mày. Gì? Bà mày bật là... gì? Stupid là tao nói mày ngu á. Trời ơi, chị là Việt Kiều mà em. Kiều, không giống Việt Kiều đâu bà ơi, bà đừng có giả nữa bà ơi. Thôi mệt mày quá. Mày biết cái tánh tao. Thôi nói đại ra đi được. Làm ăn lương thiện. Chuyện là gì nè? Có sợ hoài. Mày nghe tao nè. Có tên phú thương giàu sâu, hiện giờ đã thành ông cô. Một mình sống ở Paris, về đây tìm con tìm cái. Kết quả của một quả điếm đàn, mày làm càng nhận làm quan ông. Ông cho mày thì tiền cả đống ơi. Đâu hát rong mà kiếm tiền. Tôi đâu có điên mà nhận, không chừng là bị một trận. Xong què cũng lết chẳng chơi, khơi khơi nhẫn bừa nhẫn ẩu. Có bữa bể trang ngu đầu, bà ngon thì nhẫn làm con ổng. Ổng đạp cho bà lọt liền xuống cống. Ai thương xót thứ tham tiền. Mày nghĩ sao mà tao nhận tao làm con ổng được? Ổng hơn tao có 10 tuổi thôi. Có ai 10 tuổi mà làm cha được chưa? Tôi nghĩ bà gan thiệt nha. Bà có bằng chứng gì đâu mà kêu tôi nhận là bừa nhận ẩu vậy đó. Ai làm chứng cho tôi hả? Tao làm chứng, mày điên quá à. Dám đâu bà. Ai tin bà? Bà lấy tư cách gì mà bà làm chứng? Tư cách gì? Trời ơi sao mày. Trời ơi, bởi tao nói mày stupid là mày đúng luôn rồi đó. Vậy nè, tao là một nhân vật quan trọng không kém gì mày. Bởi vì tao là nhân chứng, mày là vật chứng, mày biết chưa? Nghĩa là sao? Trời. À, nghĩa là bà là người đàn bà mà ông ta đã từng quan hệ. Và bà là bá tôi. Chính xác. Tôi là con ổng. Đúng. Bây giờ tao mới thấy mày mở cái thông minh của mày đó. Cái này không phải thông minh đâu, mà cảnh giác nghi ngờ nè. Bà ơi, tôi có linh cảm chẳng lành trong cái vụ này nè bà ơi. Trời ơi sao vậy cưng? Tôi nhớ đi... cái thở mà đóng giả mẹ con với bà đó. Đi xin ăn không có bữa nào mà tôi không gặp tai họa đó. Trời không ơi. Bị đập mà cũng bị chửi, bị rủa. Sau này tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi mới hiểu ra là tại sao. Tại mày. Khi đó mày còn diễn yếu quá, mày chưa có kinh nghiệm. Không phải tại tôi đâu mà tại bà. Làm gì? Nó chính xác hơn á, là tại cái bản mặt của bà. Nhìn là thấy cái chữ xạo tổ bố lộ ra trước mặt rồi lừa ai được nữa. Mày hả? Tao thấy mày có cái bệnh mà bệnh ghiền nói quá lên hay sao? Dạ. Cái đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ khác rồi, mày tin tao đi. Ờ, mà bà moi ở đâu ra mà cái tin này hay vậy? Bởi vậy con người mày không có đọc báo á. Trời đất ơi, con người bởi vì mày ngu quá, mày xù tui bịch quá đó. Mày phải chịu khó đây nè, mày coi cái mẫu báo tao còn giữ đây nè. Đâu đâu, đưa coi coi. Đây này, cái ngay cái chỗ này nè. Thấy rồi à. Nguyễn Văn Hùng 50 tuổi đang tìm người thân. Cô ấy tên Tình, khi còn đôi mươi già, đen môi thì đăng vàng lại hồ giới thêm trắng dồn. Hai người quen nhau một đêm duy nhất để rồi xa nhau. Người vợ giàu sang ở chốn Paris,
đang cố tìm cô vợ ngày xưa. Nguyễn Thị Tình 40 tuổi. Ủa, tôi chả thấy liên quan gì với bà hết vậy bà. Thì đương nhiên sao liên quan tới tao, vì tao đâu phải là Nguyễn Thị Tình. Nếu tao là bà đó thì tao tìm mày làm giống gì? Mà mày hỏi làm gì? Bây giờ mày có làm không mày trả lời đi. Thì làm chứ sao. Nhưng mà tao hỏi cho rõ để tôi biết cái tầm quan trọng của mình nó cỡ nào trong phi vụ này chứ. Mày hỏi mà bể mà được vẫn được. Cái chuyện mà mày quan tâm nó không có quan trọng. Vậy mày làm không? Làm. Bà sao bà nghĩ ra cái vụ này hay vậy bà? Trời ơi, tao mà không hay thì ai hay hả mày? Nói nào ngay cũng tình cờ đọc báo thấy cần tìm bà Nguyễn Thị Tình. Tao thì là Nguyễn Thị Ba, biệt danh là cô Ba Đa Tình. À, mày thấy nội cái chữ đó là trùng hợp không? Trời ơi, đọc cái đó thôi là tao chợt nảy ra cái ý đồ thâm đen liền vậy đó. Bà gan quá. Bà Nguyễn Thị Ba, rồi bên là Nguyễn Thị Tình. Trùng hợp bà nội tôi với trùng hợp. Cái mặt bà với mặt bà đó đâu có giống nhau đâu mà trùng hợp cái gì. Bởi vì mày nói hoài à. Tao đang lo cái chuyện mà câu nói của mày đó. Bây giờ diễn thì tao không có sợ. Mày hiểu không? Nhưng bây giờ làm sao mà kiếm đâu cái hình thù làm sao mà nó giống như là báo tả đó mới ghê. Đâu, coi cái mặt bà coi. Trời ơi, bây giờ tao đi đắp cái gì vô. Bà cũng khỏi diễn luôn bà yên tâm đi. Tao nhìn đó tao cũng tin liền không sao đâu. Trời ơi, lâu ngày mà nó thay đổi nhan sắc làm sao người ta nhớ được. Đúng không? Chứ đi thẩm mỹ nên sao biết đúng không? Đúng rồi. Vậy đi. Tôi nói bà nghe nè. Gì? Vậy là bây giờ giả làm gì? Bây giờ bà là mẹ, tôi là con đúng không? Bây giờ gì nè, mày ngu quá. Tới nhà lão ta làm gì? Bây giờ mình sẽ tìm cách mình bắn tin, mình hẹn gặp riêng ở một nơi nào đó. Hiểu không? Hiểu rồi. Ê, mà chi vậy? Bộ tính ăn cướp tao phải không bà nội? Ngu nữa, sao mày ngu hoài, mày ngu hết cái ngu này mày chuyển qua cái ngu khác vậy? Chứ mày hẹn tay ra được gì? Trời đất ơi. Vậy nè, đến nhìn vợ nhìn con đương nhiên á, là chả phải đem quà mừng ngày gặp mặt đúng không? Đúng rồi. Khi biết không phải cũng phải tặng quà làm kỷ niệm thôi, hiểu không? Có cái trong trường hợp mà mình không phải á, thì mình cũng có quà vớt vát. Còn nếu mà lão ta mắt mờ tay kém ấy, thì tài nghệ của tao với mày cộng lại có nước mà chả cháy túi, mày hiểu chưa? Tức là mình cỡ nào mình cũng vớt được hết á. Bà là quỷ rồi. Trời xiệt, bà quỷ rồi, bà mới nghĩ ra được cái chuyện đó đó. Bây giờ sao? Ok, hành động liền. 2, 3, diễn ma con. Ê, Tèo. Quên. Trời ơi, ta giòn quá trời. Tèo à, hay là má con mình về đi. Bởi vì má nghĩ có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Má không tin được lão mới còn sống. Ta về thôi con. Không, má đừng nói vậy. Má biết là từ lâu con khát khao tình phụ tử như thế nào không? Con không về đâu, con không về. Con quyết định ở đây gặp ông ấy dù chỉ một lần. Mà xin con, mà lại con mà. Về với má đi con. Thôi đi bà nội, khóc hoài người ta đi qua rồi. Ủa đi hả? Thôi. Cái đó không phải mà, tôi mệt quá rồi mày ơi. Thì bởi vậy thì phải có. Thôi người ta đi qua rồi, rồi. Bây giờ diễn cái gì nữa? Đâu có diễn được đâu, mày mới nói tao gì á. Thì bởi vậy, tôi tính diễn cái mà thấy này nghèo quá, chắc không phải đâu. Ủa vậy à? Thôi giỡn rồi, giỡn cái diễn vậy bà ơi. Không, này. Làm biết bà mệt quá rồi đó mà. Nè, có người tới nữa kìa. Diễn đi, lẹ đi. Con. Con. Ủa, nghe không được. Không phải bà ơi, trời ơi, tôi mệt bà quá. Không diễn gì, thôi không diễn gì nữa đâu. Làm theo bà điếc chắc tôi bị thần kinh quá. Từ sáng tới giờ có mấy chục người gặp người đọc lôi kéo người hết trơn cái đội, mệt quá. Mày hay quá. Chứ giờ làm sao? Thấy người đi qua là phải diễn liền, không thôi lộ tẩy hết rồi sao? Đúng là phải diễn, chứ còn phải diễn chứ người nào kìa. Thôi gặp người đâu cũng diễn hết á, diễn cho ông ta mới được chứ. Trời ơi, tao mà biết con trai đó là con trai nào mà chặt đầu tao đi. Tao không biết. Bởi vì bà cái lanh lanh bà chửi tôi là hay nhất. Ông đâu có hình đâu. Bà ngu lắm.
Gì? Ông chưa suy nghĩ gì hết á. Như bà nói với tôi nè. À. Ông ta đến đây ít nhất phải có món quà trên tay, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Ờ đúng rồi. Mà phải là quà bự nữa chứ, trời tao quên. Đừng khóc nữa mà. Con xin má mà. Trời ơi. Mày điên quá. Tao đang cười. Má. Hả? Hả? Con muốn gặp ông ấy dù chỉ một lần, má hiểu không? Ở đồ kìa má ơi, cười quay. Hiểu không? Má hiểu. Má hiểu. Con muốn gặp ông ấy dù chỉ một lần thôi. Nhưng con ơi, má. Xin lỗi, bà đây có phải là ông là? Trời ơi, tôi mơ hả? Hay đó là sự thật? Tôi là Hùng đây. Có phải bà là bà Tình không? Trời ơi. Má tỉnh lại đi má ơi. Con là con trai duy nhất của má nè. Con trai của má này má ơi. Hả? Con trai? Hả? Ôi, con trai của tôi. Ông làm gì vậy? Ông xin ra đi, ông đừng làm lỡ gần tôi nha. Ông làm gì vậy? Bà không ngờ bà có được hạnh phúc to lớn này. Gì vậy? Nghe má con nói qua điện thoại là có con trai, nhưng không ngờ con lanh lợi và lớn như thế này. Xin lỗi, ông là ai? Tôi không quen biết với ông đâu. Tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi không cha thôi à, lạc loài thôi à. Không, con không phải là đứa trẻ không cha. Con có cha đàng hoàng, có cha lịch sự, có cha... Không. Ý ông muốn nói là ông là cha tôi chứ gì? Không đâu, tôi chỉ có mẹ thôi à. Mẹ của tôi tần tảo một thân cò lặn lội nuôi tôi. Mẹ tôi lam lũ một nắng hai sương, từ sáng cho tới tối, khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ, mẹ tôi còn vẫn đứng ngoài đường để kiếm tiền đó. Hả? Không phải đâu, không phải. Ý tôi muốn nói, ông đừng nghĩ tầm bậy nha. Ý tôi muốn nói là tôi không thể nào quên được. Tôi không thể nào quên được mẹ của tôi. Ông không biết được đâu. Hồi xưa đó, mẹ tôi gánh hàng rong đi bán, trời mưa gió, thân mẹ chơ dơ vậy đó, ngược xuôi tần tảo. Không phải, ý tôi muốn nói, ông đừng nghĩ tầm bậy nha. Ý tôi muốn nói là tôi không thể nào quên được. Tôi không thể nào quên được mẹ của tôi. Ông không biết được đâu. Hồi xưa đó, mẹ tôi gánh hàng rong đi bán, trời mưa gió, thân mẹ chơ dơ vậy đó, ngược xuôi tần tảo, mà mẹ tôi vẫn mỉm cười để nuôi tôi khôn lớn tới ngày hôm nay đó. 2-3 giờ sáng mà mẹ tôi còn bán ngoài đường. Ôi, tội nghiệp vợ con tôi, sống trong khổ cực, sống trong khốn khó, sống trong vất vả. Sống trong khỏi sống trong gì nữa á. Trong lúc đó ông ở đâu? Ông ở phương trời nào? Ông đang ở vũ trường hay nhà hàng hay là ở shopping đó, phải không? Ôi, con giống mẹ con quá, nhất là cái miệng càng la càng giống. Con ơi, nhìn con ba thèm lắm, ba muốn lắm, ba thích lắm. Ba ông thèm gì? Ba thèm nói cho con hiểu. Tình cha ấm áp như dần thái dương, trời ơi, ngọt ngào như dòng nước xuôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình gì sâu trong em. Cha ơi, cha già dấu cha, con của ba con nhớ ba quá à. Ba ơi, cũng cái nhớ con quá. Nó vô tuồng nhanh tới sợ luôn. Trời đất ơi, coi kìa cái mặt nó gan quá. Thằng già này sao nó có mắt nó kém thiệt á nha. Wow, vậy là ngon cơm rồi. Không, con buông ông ấy ra. Con buông con tôi ra. Ông lấy quyền gì, lấy tư cách gì mà nhận nó làm con chứ? Má ơi, má đừng làm vậy mà. Con im đi.
ông ấy không xứng đáng. Ông ấy không có quyền đòi hỏi, nhìn nhận gì hết. Ông ấy đã bỏ mẹ con ta 20 mấy năm qua, để mẹ con mình một thân cò lặn lội một thời gian dài như vậy. Ông ta không thư từ tìm kiếm. Con nhìn ông ta đâu có què hoặc gì đâu mà không viết thư. Tại sao không về đi thăm hỏi chứ? Má ơi, má phải hiểu cho ba. Chắc là ba có nỗi khổ riêng, hoặc là có thư từ gì đó mới tìm kiếm không có gặp. Bởi má con mình đi xa quá chứ đâu có ở một chỗ đâu. Ai mà tìm cho được chúng ta nay đây mai đó chứ. Nên như thế là đủ rồi. Mày nói nữa má sẽ chết liền đó. Má cảm ơn con vì đã thông cảm cho ba. Còn ba, bà trách tôi cũng phải, nhưng hơi quan cho tôi quá. Trời ơi, quan à, quan à. Tôi có trở về quê xưa tìm bà mấy lần nhưng không gặp. Người ta nói á, bà đi đâu không biết. À, mà bà bỏ đi đâu vậy? Đi bụi. Hả? Không phải, là má con bỏ quê đó, đi đây đi đó đó. Lúc đó má con mang thai, má con sợ tủi nhục với bà con xóm làng nên tha phương cầu thực đó. Hèn gì, khi tôi về thăm chốn xưa, dòng sông vẫn còn đó, cây chuối vẫn còn đó, cây ổi vẫn còn đó. Nhưng người xưa đã đi đâu? Thôi, ông im đi, tôi không tin ông nữa đâu. Ông hãy xem như người con gái ngày xưa đã chết, kể từ ngày người ta phụ bỏ mối tình xưa. Ông hãy đi đi, hãy đi đi. Tình ơi, hãy hiểu cho anh. Anh khổ lắm Tình ơi. Đừng có nhắc chuyện đã qua mà. Đừng thở than cho hoàn cảnh mới. Giữa chúng ta đều cần nói phải nói. Là anh đi cưới vợ trong lúc em phải trốn nhà theo trai. Hả? Gì đó bà? Lộn. Đi hoang, trốn nhà đi hoang. Tôi chịu biết bao nhiêu sỉ nhục. Ôi, tội nghiệp cho Tình quá. Tình ơi, nay anh về đây là để bù đắp cho mẹ con em. Tình, thôi, Sierra. Kìa, Tình. Sierra. Thôi, mẹ. Gì vậy? Hết hồn. Làm gì la lớn dữ vậy? Mẹ vừa phải thôi chứ. Má làm quá tôi mệt lắm đó nha. Ba từ xa về tìm má con ta, ba nói hết lời rồi má không có chịu hiểu, mà nhảy dựng mẹ. Kìa con đừng lớn tiếng, má giận con à. Không, không giận. Cái đó nó nhắc em mà giận gì khùng quá. Vì em muốn thử lòng mình thôi. Chứ thật ra giờ thì mình đã già rồi, không tình cũng còn cái nghĩa. Với lại tất cả đôi em bây giờ là vì con hết anh à. Em nghĩ vậy có đúng không mình? Trời ơi, Hùng ơi, Hùng ơi là Hùng. Ủa mà sao không khóc hoài vậy? Mình, em với con tha thứ cho mình rồi, đừng có khóc nữa. Ôi vợ đẹp. Dạ em đây. Con đây. Tôi thật sự không phải là Nguyễn Văn Hùng. Hả? Chắc mẹ. Ủa, lấy rắc rắc đường khí. Em có đại sợi, mà đại hả? Cái gì vậy? Cái mà nhớ nữa. Chị nhận lầm cũng phải. Bởi tôi á, là anh em song sinh với Hùng. Tôi là Hưng. Hả? Trời ơi, chú Hưng đó sao? Trời ơi, tôi nghe anh Hùng nhắc chú hoài đó chứ. Ôi chú của cháu. Cháu thèm được gọi như thế này lâu lắm rồi. Chú. Không. Ủa? Bác, tôi là anh của Hùng. Trời đất ơi, anh ơi. Lâu quá rồi cái quên mất tiêu. Ủa, vậy bác đó của cháu. À. Vậy ba cháu đâu hả bác? Vậy ảnh đâu rồi? Chết rồi. Thế là
hết. Bao nhiêu năm chờ đợi mong ngóng, giờ như nước chảy ra sông. Hỡi người ơi, có thấu cho lòng, người đành xa ta bỏ ta một bên, để rồi ta đi cách xa ngần trông. Kỷ niệm năm xưa xé tan như bọt bèo, ai ở ngày nào giờ như giấc mơ. Tại sao? Tại sao ba cháu chết vậy bác? Bệnh cháu à? Bệnh gì vậy bác? HIV. Hả? Sida. Sida. Gặp hai người tôi mừng và tủi lắm. Mừng vì gặp người thân, tủi vì mang tiếng ở nước ngoài mà nghèo mạt, không giúp gì cho hai người. Trước khi chết á, chú ấy bảo tôi tìm hai mẹ con gửi lại cái này cho hai mẹ con. Đó là tất cả những gì của Hùng đó. Hai mẹ con hãy giữ lấy. Ôi trời ơi anh ơi, tội nghiệp ba quá. Anh còn để lại của cải cho mẹ con em nhiều quá. Trời ơi con ơi. Dạ. Cái hộp này không mấy gì lớn, mẹ nghĩ đây toàn là kim ngân thôi đó con à. Nó nặng quá. Ôi trời ơi, cái gì đây, cái gì vậy? Hài cốt. Trời, xương người đó bà nội. Trời ơi, xương người chết gì xí ra. Bà lấy đi nha. Tôi không chơi nữa đâu. Thôi, trời ơi, ghê quá. Chờ tao chứ. Liếu cái chân, quíu cái chân chạy không có được. Thằng quế. Sao kỳ vậy? Sao hai mẹ con không giữ lấy hài cốt của Hùng? Thôi, đâu có ngu. Tôi đâu có điên đâu. Mẹ con gì? Con mẹ này nè, đâu phải là mẹ tôi đâu. Không dám đâu. Bà rủ tôi làm cái vụ này là thành công chia 5 năm đó. Thôi, xong rồi đó nha. Tôi cho bà hết luôn á, cho nguyên hũ luôn á bà. Biểu mày. Mày mới vô duyên, mày ham mày mới làm, mày tham mày mới làm. Bộ mày mới lớn, tao mới lớn, tao bắt được mày ấy làm sao? À, thì ra là vậy. Tham lam ham hố chúng bay cũng nhào vô đây, khóc than kêu rào rên rỉ mong lừa người. Nhìn tao đi, tuy tao đã già nhưng còn sáng suốt khôn ngoan. Tao nhìn rất rõ, rất rõ ứng phượng thiên tham. Hay quá, giỏi quá. Hồi nãy cũng khóc vừa mưa hả ma bà, hay chị? Mày, tao nói thiệt với mày á. Vậy, mày gì? Là ông không thì mưa cho mày gì? Tao nói mày đâu? Người ta nói á, đi với sư mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy mà con. Là sao? Thế tụi bay diễn tuồng á, tao thấy cũng ngứa, diễn cho đỡ buồn. Trời mà nè, biết sao tao diễn giỏi vậy không? Sao? Tại vì trước tụi á, cũng có mấy cặp. Cũng diễn trò ba cái trò gạt người với tụi bay nè. Cũng chẳng kém gì. Tao xem riết quen. Nè, nói cho một bí mật biết nghe. Thôi gì? Đi mày ơi, mày còn cái gì bí mật đó mà mày bật nữa mày ơi. Đây không phải là bộ hài cốt đâu. Chứ là gì? Là vàng, là bạc, đô la, là cả gia tài của ông Hùng để lợi cho vợ con ổng. Trời ơi! Tại bà nè!